Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Thưa các anh chị em, hôm nay là buổi trưa chiều của một ngày Chủ nhật tại Pháp. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ trao đổi được với nhau một số những vấn đề đang xảy ra xung quanh chúng ta. Đặc biệt là một cái chuyến đi Mỹ của những người đang lãnh đạo Việt Nam. Vâng, thưa các anh chị em, không biết rằng có trên live stream có được hay không. Live stream lên trên các cái trang cá nhân có được hay không? Trên này thì không thấy. Tôi sẽ chuyển sang một cái trang khác xem. Không hiển thị. Hầu hết là những cái trang của anh em chúng tôi là bị giới hạn, đặc biệt là cái live stream của ngày hôm qua hôm kia với anh Huỳnh Công Phải đó là cũng bị giới hạn trầm trọng, và trên trên YouTube là cắt luôn, tức là phá luôn. Xin các anh chị em nhé, là tôi xin thêm một vài phút để có thể chuyển đi được chỗ nào đó hay không. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, có anh chị em nào trên màn hình xin báo lại dùm. Xin báo lại dùm cho tôi rằng âm thanh có nghe được hay không. Rất là rối cái buổi từ buổi sáng đến bây giờ nó rất là rối. Xin các anh chị em nhé, báo lại dùm cho tôi rằng âm thanh có nghe được hay không. Không được. Không hiện lên nào hết. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, các anh chị em có mặt trên trang xin báo dùm lại. Anh Hoàng Kinh Nguyễn nói là âm thanh ok. Không có chuyển qua được trang nào khác nữa. Tôi sẽ cố gắng để xin các anh chị em nhé, trong vòng 1 phút, 2 phút tôi cố gắng để tôi xem có thể chuyển sang được trang nào đó hay không. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay rất muốn trao đổi với nhau về câu chuyện của những người đang cầm quyền, đang gọi là đại diện cầm quyền bính của Việt Nam và đang có mặt tại Mỹ. Chúng ta trước khi đi vào trong những cái chuyện liên quan đến cục diện chính trị tại Mỹ cũng như là những vấn đề liên quan của tầm cấp thế giới và Việt Nam đối với câu chuyện của Mỹ, tôi nghĩ là chúng ta cũng lược lại những câu chuyện chung quanh chúng ta liên quan đến những người tranh đấu.
Trong 2 ngày vừa qua, chúng ta đã có những tin tức liên quan đến một số những nhân lực được gọi là ân xá, được trả tự do tại Việt Nam. Có chị Huỳnh Thị Minh Hồng, và đặc biệt là một người đã thụ án 16 năm, đó là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Cái câu chuyện liên quan đến anh Trần Huỳnh Duy Thức, tôi nghĩ rằng chúng ta đang rất cần phải suy nghĩ. Anh Trần Huỳnh Duy Thức không như chúng tôi là những người chống chế độ, chúng tôi là những người tham gia vào những tổ chức chống lại chế độ cộng sản từ cái giai đoạn 1976 1977. Đối với bản thân tôi là khi đó là mới gọi là nứt mắt ra, tức là 17 tuổi đầu. Khôn ngoan dĩ nhiên chưa đủ, kiến thức dĩ nhiên chưa đủ, chỉ có cái tấm lòng đối với sự thật, đối với quê hương, đối với đất nước thôi. Và từ khi tôi 17 tuổi đến ngày hôm nay tôi 65 tuổi, một cuộc hành trình rất dài và quá nhiều sự đổ ngã, cũng như nó buộc phải nhận ra rất nhiều những giá trị của nhận thức. Để chúng ta nhìn thấy rằng cuộc chiến của Việt Nam cái giai đoạn năm 1954 cho tới 1975 và tiếp theo đó là gọi là cuộc chiến hậu cộng sản. Tức là cuộc chiến 1975, cuộc chiến trong hòa bình, gọi là hòa bình, từ 1975 cho tới 2005 và thậm chí cho tới ngày hôm nay. Để chúng ta nhìn thấy cái thân phận đất nước của chúng ta nó rất là bọt bèo. Nó những người làm chính trị hoặc là toàn tâm làm tay sai hoặc là bán phần trở thành tay sai. Chúng ta đau xót để phải nhận ra rằng tất cả tới 90% những người đã tham gia chính trị trong cái giai đoạn từ 1950, 54 cho đến ngày hôm nay đều là những người mang một cái hành động tay sai nhiều hay ít. Tôi nghĩ điều này nó khó cho chúng ta chấp nhận. Nhưng nếu muốn thật sự có được một đất nước thật sự cường thịnh, thật sự có được sự tự trọng, thật sự có được đích thực độc lập về văn hóa và kinh tế, buộc lòng chúng ta phải nhận ra. Bởi vì nếu chúng ta không nhận ra được cái giá trị tay sai của chúng ta đó, tức là tầm nhiều hay tầm ít, ít hay nhiều, 80%, 60% hay là 40% hay là 15%. Khi chúng ta không nhận ra được, chúng ta không nhận diện ra được chính mình và những tập hợp tranh đấu của đất nước, của Tổ quốc đó, thì chúng ta sẽ mù lòa trong cái chuyện vẽ ra chiến lược. Chúng ta đã có nhiều những chiến lược rất đẹp nhưng nó mơ hồ. Và đâu đó nó là ngụy, tức là nó là ngụy tín. Đất nước của chúng ta đã quá nhiều đau khổ và ngày hôm nay chúng ta cần nhìn vào sự đau khổ đó để tìm cách gỡ ra, để tìm cách thật sự đưa đất nước của chúng ta vào trở lại một cái quỹ đạo nhân văn thật sự. Cái câu chuyện anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh còn Trần Huỳnh Duy Thức không như chúng tôi. Anh Trần Huỳnh Duy Thức không phải là người chống chế độ. Anh Trần Huỳnh Duy Thức xuất thân từ một gia đình ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam, tức là thời năm 1970, 1960 đến 1975 thì gọi là thành phần thứ ba, tức là giới gọi một giới được coi là trí thức của miền Nam. Và
lịch sử đã rất là bẽ bàng để cho chúng ta nhìn thấy rằng những người yêu nước của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã đóng góp vào cho cái cuộc chiến thắng năm 1975 một cách tận tình đó, thì đã bị đối xử không ra gì cả. Để đất nước trôi vào tay của những người miền Bắc. Để đất nước buộc lòng đang phải đặt một vấn đề lại, đó là có nên chọn cái giải pháp chia đôi đất nước hay không, nếu như có cơ hội. Và một khi đặt cái câu hỏi đó ra và có cơ hội chọn lựa, thì tôi nghĩ rằng người miền Nam, tức là gần một nửa dân số của Việt Nam hiện tại, thì tới 85% là sẽ chọn chia đôi đất nước. Đây có phải là sự đau xót hay không? Và nếu chúng ta coi đây là sự đau xót, thì tại sao nó lại xảy ra sự đau xót đó? Vâng, thưa các anh chị em, diễn biến của thế giới, cục diện của thế giới, nó đang dẫn chúng ta buộc lòng phải nhìn vào một cái tương lai gần của chúng ta. Đó là đất nước Việt Nam rất nhiều phần trăm sẽ phải chia đôi tiếp tục. Và đối với riêng bản thân tôi thì tôi mong muốn điều đó xảy ra. Bởi vì đó, quan điểm của tôi đó chính là cái đường sinh của dân tộc Việt Nam. Nếu không, dân tộc Việt Nam sẽ chỉ là phiên thuộc của một nước tàu rất rộng lớn. Chúng ta không có cờ quạt gì cả. Riêng khi mà chúng ta đề cập đến cái chuyện cờ quạt thì thực ra cái bản chất của cái lá cờ của ngày hôm nay đó, nó cũng có quá nhiều vấn đề. Kể cả là về văn hóa, về phong thủy, cũng như là về cái gọi là cái yếu tính của lịch sử. Lá cờ gọi là lá cờ đỏ sao vàng sẽ phải thay đổi. Nếu như chúng ta biết tôn trọng tổ phụ của chúng ta, biết tôn trọng tổ tiên của chúng ta và biết trân trọng cái giá trị của văn học cổ, tức là kinh dịch, nho học. Chỉ có những người tối tăm thì mới chọn cái lá cờ nó nghịch lại với dân tộc, với đạo lý của dân tộc. Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ nghịch lại với đạo lý của dân tộc. Thưa các anh chị em, xin chào anh Nguyễn Quốc Huy và xin chào tất cả các anh chị em. Cái câu chuyện của anh Trần Huỳnh Duy Thức, tôi nghĩ rằng đất nước Việt Nam đã bỏ lỡ một cái cơ hội lớn. Trước đây gần 20 năm, Việt Nam xuất hiện những người có gốc gác cộng sản nhưng là mang một cái ý thức khai phóng và mang một cái tầm trí tuệ đặc biệt. Đó là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã quá sợ hãi cái gọi là cái tư duy, cái tư tưởng độc lập thật sự đó, độc lập và nhân văn thật sự của những người như anh Trần Huỳnh Duy Thức, cho nên nó đã xảy ra một cái vụ án nó hết sức bẽ bàng. Cái vụ án đó cũng như tất cả những cái vụ án chính trị khác, nó làm lật ra cái bản chất của chế độ, tức là bản chất tay sai. Tay sai của Tàu, tay sai của Nga, tức là hết tay sai của Nga, của khối Liên Xô thì đến tay sai của Tàu. Bản chất tay sai rất rõ ràng. Những người cầm quyền chế độ Cộng sản Việt Nam cho tới ngày hôm nay không có được một lý luận để tự trang bị tư tưởng cho mình để mình đi, mà toàn phải vay mượn.
Những con người như Đỗ Mười thì làm sao làm ra được tư tưởng, kể cả là những con người như Võ Nguyên Giáp làm sao làm ra được tư tưởng? Zero. Đó chỉ là những ngựa xe pháo mã thôi. Và đất nước của chúng ta từ giai đoạn gọi là chiến đấu, chiến gọi là cuộc chiến Điện Biên Phủ cho tới ngày hôm nay toàn là ngưu đầu mã diện ngồi ghế lãnh đạo quốc gia. Kể cả một cái nhân vật rất nhiều huyền thoại, đó là Hồ Chí Minh. Đất nước của chúng ta, tổ phụ của chúng ta đau đớn vô cùng khi mà họ phải nhìn thấy một cái người, một cái hồn ma bóng quế không phải là người Việt Nam mà ngự ở ngay kinh thành Thăng Long, ở ngay một cái điểm điểm Ba Đình, một cái điểm gọi là đại huyệt, trọng huyệt. Tại sao lại là Ba Đình? Là trong cái phạm vi 2-3 hecta đó, là cả hàng 2-300 năm này, 3-400 năm này, là dân người ta tranh nhau, tức là ba làng, ba đình, ba làng người ta tranh nhau, người ta tranh nhau cái miếng đất đó để đặt làm thành hoàng, bởi vì người ta tin rằng cha ông của chúng ta là ở ba cái làng đó, thì tin rằng à, khi mà thần hoàng làng được ở cái vị trí đó thì làng sẽ phát triển. Cho nên cái câu chuyện gọi là câu chuyện phong thủy của Việt Nam, những người Trung Hoa, những người Tàu họ nắm rất rõ, họ nắm rất rành. Và vì thế một con quỷ nhập tràng cứ trồi lên thụt xuống, mà không phải là người Việt Nam, quỷ nhập tràng là là người ở Vân Nam chứ không phải là người Việt Nam. Và cái xác thân chết thì không chết được, thoát thì không thoát được, cứ như là con ma, cứ như là con quỷ nhập tràng ám lấy đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên đất Bắc khi nuôi dưỡng một cái con người nửa quỷ nửa ma, một cái linh hồn nửa quỷ nửa ma như vậy đó, thì không khi nào mà bốc lên được. Việt Nam vì thế muốn bốc lên được, miền Nam phải là độc lập thật sự. Chúng ta nói rất nhiều về cái chuyện gọi là tổ quốc của chúng ta là sông liền sông, núi liền núi. Tuy nhiên chúng ta nói là cố cưỡng lại với nhau thôi. Chứ từ Đồng Hới, tức là từ Đồng Hới đổ vào đâu phải là đất tổ của chúng ta đâu. Tổ của chúng ta đi ăn cướp của người ta thế mẹ đấy. Cho nên đã đến lúc cần phải sòng phẳng để biết tôn trọng, không phải chỉ có những người sống mà phải tôn trọng kể cả những người đã chết trên những giải đất đó, tổ phụ của họ, tổ phụ của người Champa, tổ phụ của người Phù Nam, phải biết trân trọng. Và cuộc sống con người ta không phải chỉ có phần xác, không phải chỉ có xác thịt không, mà còn có tâm linh. Mà xác thịt con người ta cùng lắm coi như là 70 năm của một cuộc đời, trong khi cái phần hồn nó không phải là, tức là cái phần siêu nhiên nó không phải là 70 năm, nó tồn tại gần như là mãi mãi. Và oán thù vì thế không gỡ thì nó cứ chồng chất lên. Cho nên chúng ta đừng kêu oan khi đất nước của chúng ta ngày hôm nay cứ cắm đầu xuống, không ngóc đầu lên được. Cái lý do đầu tiên là nó bởi vì chúng ta đồng lõa đối với tội ác. Chính chúng ta đồng lõa đối với tội ác. Chính chúng ta chưa biết trân trọng, chưa biết cúi đầu thay cho tổ phụ của chúng ta đối với những người chủ nhân đích thực trên cái giải đất, gọi là giải đất từ Đồng Hới đổ vào đổ vào Hà Tiên, đổ vào Cà Mau. Đối với tôi đây là một cái yêu cầu sòng phẳng.
Bởi vì xin lặp lại với các anh chị em, chúng ta không phải, chúng ta chỉ có sống là một cái xác thân, gọi là xác thân, một cái xác thịt tầm thường, 6-70 năm mất đi và không còn gì cả. Cái đó chỉ có người vô thần thì mới mang cái suy nghĩ đó thôi. Còn khi là những người gọi là những người hữu thần, tức là có ý thức thật sự, có hiểu được giá trị tâm linh thật sự, thì phải biết song phẳng, thì phải biết công bằng. Anh Bảo Bình có đề cập đến đây là cái phần hồn của Hồ Chí Minh đang ở địa ngục vì tội lỗi của hắn. Một phần nào đó tôi không có đồng ý với cái quan điểm của anh Bảo Bình vừa mới gợi ra. Đối với tôi, Hồ Chí Minh cũng chưa vào được địa ngục đâu. Bản thân Hồ Chí Minh cũng muốn đi lắm, nhưng mà Hồ Chí Minh đi không được. Bởi vì người ta xiềng xích Hồ Chí Minh lại, người ta xiềng xích Hồ Quang, người ta sử dụng Hồ Quang. Ai? Người ta là ai? Bạn ấy tôi nói là người Tàu, họ không có bảo rằng là vô thần giống như mấy ông Việt Nam đâu. Mấy ông Việt Nam là tại vì mấy ông ngu dốt, cho nên mấy ông không hiểu được là người Tàu, bọn Tàu nó đã sử dụng cái xác Hồ Chí Minh như thế nào, sử dụng cái phần hồn của Hồ Chí Minh như thế nào. Hồ Chí Minh là con quỷ nhập tràng. Có giải thoát được Hồ Chí Minh hay không là do chính dân tộc của chúng ta giải thoát Hồ Chí Minh thì mới hết trở thành con quỷ nhập tràng. Con quỷ nhập tràng ám lấy đất nước của chúng ta. Con quỷ nhập tràng có hàng triệu người thờ lạy. Đủ má nói ra điều này đau vô cùng. Một cái thằng tội đồ dân tộc, một cái thằng làm cho đất nước Việt Nam là khốn khổ như vậy. Mà dân Việt Nam ngày hôm nay còn 10-20 triệu đứa vẫn xì sụp nó thờ. Đủ mẹ nghĩ đến cái chuyện này là đéo muốn quay về. Dân ngu quá. Cho nên đã đến lúc chúng ta cần phải bớt ngu đi. Tự chúng ta giải ngu đi. Đừng đợi ai giải ngu cho chúng ta. Chính chúng ta giải ngu đi. Và cái giải ngu thứ nhất, lớn lao nhất liên quan đến thằng Hồ Chí Minh. Và muốn giải ngu được, nó đang đến một cái nhu cầu chặt mẹ nó Việt Nam nó làm đôi. Để người miền Nam giải ngu xong sẽ giúp cho người miền Bắc giải ngu. Đến lúc đó thống nhất cũng chưa muộn. Có thể là 20 năm sau, có thể là 30 năm sau, có thể là 50 năm sau. Miền Nam thịnh vượng thật sự, miền Nam trí tuệ thật sự, miền Nam công bằng thật sự, thì lúc đó mới giải ngu được cho miền Bắc. Chứ ngày hôm nay nói đến cái chuyện giải ngu miền Bắc mà nó nặng nề vô cùng. Khi một cộng đồng dân chúng, một cộng đồng quần chúng mà 60% ngu dốt ấy, thì 40% còn lại có thể tự giải quyết được vấn đề ngu dốt của tập hợp của mình. Nhưng khi mà cái cộng đồng đó nó tới 80% là ngu dốt, chỉ có 10 hoặc 15% là gọi là hết ngu dốt thôi, là vượt ngu dốt thôi, thì nó khó mà thành công được, khó mà giải phóng được, gọi là giải phóng tư tưởng của mỗi người. Cho nên nhìn về điều này để thấy đau thương, xót xa cho những anh chị em tỉnh thức của miền Bắc. Nói ra điều này chúng ta lại nhìn đến cái câu chuyện gọi là đặc xá hay là ân xá cho Trần Huỳnh Duy Thức. Thực ra đó, những người, đây là những người trẻ, tôi muốn chia sẻ với nhau những người trên dưới 40 tuổi, cần phải nhìn thật rõ, nhận định thật rõ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó đéo có cái tư cách gì để nó ân xá cho ai cả. Nhất nữa là ân xá cho Trần Huỳnh Duy Thức. Thời của tôi, chúng nó nói là tôi làm đơn xin ân xá, tôi nói chúng mày là cái đéo gì mà ta phải ân làm đơn xin ân xá chúng mày.
chúng mày có thể bắn tao chết, chúng mày có thể giết tao chết, chứ mẹ đéo có bao giờ mẹ tao làm đơn xin ân xá đối với chúng mày cả. Anh Bảo Bình có nói là trước đây khi để hình Hồ Chí Minh và đền ông Nguyễn Trung Trực bị đánh rớt 3 lần, đánh là phải. Mẹ cái thằng nó có phải là nó có phải là tổ tiên của mình đẻ nó ra, nó có phải là dòng máu của tổ tiên của mình đâu. Ông Trực cũng đánh vỡ đầu đuổi nó ra phải quá thì. Vâng. Chúng ta đang có một cái cơ hội để nhìn lại gọi là bản chất của nhà cầm quyền và đạo lý của nhà cầm quyền cũng như là cái tư cách của nhà cầm quyền. Cái câu chuyện của ông Trần Huỳnh Duy Thức đó, nó là một cái tội lỗi tày đình của những người đã cướp quyền của người dân, tiếm quyền người dân, bắt biết bao nhiêu những con người tù tội. Ông Trần Huỳnh Duy Thức chỉ là một gọi là một trường hợp trong cả 500-600 ngàn trường hợp. Và đặc biệt là ông Trần Huỳnh Duy Thức là trong một cái gia đình đã hỗ trợ họ, tức là đã hỗ trợ cho những người cầm quyền để lật đổ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị tại Sài Gòn, để dựng ra một cái gọi là một cái chế độ đầu voi đuôi chuột là chế độ cộng sản tại Việt Nam. Chứ ông Trần Huỳnh Duy Thức không như chúng tôi, và chúng tôi không như ông Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi là những người chống lại chế độ cộng sản, trong khi ông Trần Huỳnh Duy Thức không phải là người chống lại chế độ cộng sản. Hai điều khác nhau. Vậy mà 16 năm thân tàn ma dại, và chúng ta đã ít hay nhiều bị dẫn, những người Việt Nam, những người tranh đấu của chúng ta bị dẫn luồn cuộn vào trong cái vũng lầy gọi là vũng lầy Trần Huỳnh Duy Thức rất nhiều. Chúng ta cảm thấy là chúng ta không tin được, chúng ta không tin được ông Trần Huỳnh Duy Thức, bởi vì ở tù thì làm sao có thể viết lách được, tức là viết những bài tham luận hoặc là viết những bài liên quan đến tư tưởng. Thậm chí cái thời chúng tôi bút đầu viết, và viết cái đó rồi gửi đi đâu, mẹ gửi xuống lỗ làm sao mà, tức là bao nhiêu là tiền bạc, bao nhiêu là công sức. Tôi là cái thằng tai mắt, tức là cáo đó, mà ra tới ngoài Bắc là không thể nào gửi ra được tài liệu của mình, các cái tư duy, tư tưởng của mình, suy nghĩ của mình ra nước ngoài. Tức là dù rằng bao nhiêu cố gắng, tất cả đều bị chặn lại hết. Trong khi đó, ông Trần Huỳnh Duy Thức được viết rất là ngon lành. Tức là đâu đó người ta nhìn thấy là ông Trần Huỳnh Duy Thức vẫn được tạo cho tư thế lãnh đạo, tạo cho tư thế lãnh tụ dù rằng ông ở trong tù. Một số anh em nhìn chuyện đó và các anh chị em bị sốc, các anh chị em mới nói là này là ông này là xạo, kể cả là cái câu chuyện ông có tuyên bố tuyệt thực 5 lần 7 lượt. Tôi rất mong rằng chúng ta với cái tấm lòng, gọi là tấm lòng của một người ước mơ được nhìn thấy đất nước của chúng ta nó thật sự là nó tươi đẹp, chúng ta đừng để trôi nổi vào những sự dẫn dắt của những kẻ cầm quyền. Chúng ta đang hết sức tôn trọng những người như anh Trần Huỳnh Duy Thức, và đồng thời qua những người như anh Trần Huỳnh Duy Thức, chúng ta cũng cần có một thái độ nó hợp lý hơn đối với những anh chị em đang còn ở trong lao tù, đang bị giam giữ ở nơi lao tù. Chúng ta cần phải đặt cái vị trí của người dân, và đặt cái vị trí của những người đang cầm quyền, họ thật sự họ có tư cách cầm quyền hay không? Họ thật sự họ có tư cách để tuyên án người này 10 năm tù, tuyên án người kia tử hình, hay tuyên án người kia 15 năm tù, 20 năm tù hay không?
Hoàn toàn họ không có tư cách đó. Họ có cái tư cách đó là bởi vì chúng ta im lặng. Mà im lặng nghĩa là đồng lõa với tội ác. Cho nên đừng than vãn rằng đất nước của chúng ta tối tăm tới ngày hôm nay, tức là từ năm 1975 tới ngày hôm nay chúng ta tối tăm. Nếu phải trách thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải trách chính chúng ta. Chúng ta đã không biết liên kết lại với nhau. Chúng ta đã không làm được những cái công việc hỗ trợ cho gia đình của những người tù, bị giam giữ, bị cầm tù. Trong chúng ta chia sẻ được bao nhiêu gọi là cái phần ăn, bao nhiêu cái miếng ăn, bao nhiêu viên thuốc của chúng ta để chia sẻ cho những người bị cầm tù vì chống đối chế độ, vì phản ứng với chế độ. Hay là chúng ta thản nhiên, chúng ta tự cho mình một cái quyền im lặng, một cái quyền vô can đối với những người bị tù như thế. Cái thời năm 1975 đến năm 1980-82 đó, những người gọi là tù, là tù cải tạo đó, ít hay nhiều những người tù cải tạo đó vẫn còn có được những sự đồng cảm của người dân miền Nam, dù họ không nói ra, họ không dám bày tỏ một cách công khai lớn lao, đồ sộ, nhưng họ thương cảm được, họ thông cảm được. Trong khi từ cái giai đoạn năm 1992-1990 thì nó khác lắm rồi. Gọi là cái tầng lớp bị tù vì cái lý do chính trị nó bị tan loãng vào trong một cái vùng trời quên lãng. Chúng tôi là những người bị tù từ những giai đoạn năm 1993 và cực kỳ cô đơn. Đó là tôi là người hải ngoại. Và khi mà rời ra, bị tống xuất rời ra hải ngoại, cái cảm giác cô đơn nó lớn vô cùng. Rất nhiều người nhìn những người tù bằng cái nhìn tội nghiệp, bằng những cái nhìn thương hại. Tội nghiệp quá, thương hại quá. Trong khi thực ra là chúng ta không có tư cách để thương hại những người tù như vậy. Và những người tù như vậy họ có quyền để thương hại chính chúng ta. Cho nên nó đang đến một cái thời kỳ là chúng ta cần phải sòng phẳng với nhau. Lịch sử. Khi chúng ta sòng phẳng được với nhau, khi chúng ta sòng phẳng được với lịch sử đó, thì chúng ta mới có thể làm được những chuyện vĩ đại, những chuyện lớn lao thuộc về lịch sử. Còn nếu không, chúng ta chỉ là những đứa theo đóm ăn tàn mà thôi. Cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đề cập đến câu chuyện của anh Trần Huỳnh Duy Thức và một người nữ là chị Minh Hồng. Để chúng ta cùng nhau nhìn lại thân phận của những người tù khác, những người tù đối lập khác, đối lập tầm cao, tức là chiến lược tầm cao như anh Trần Huỳnh Duy Thức, hay là những người đối lập ở cái tầng trung trung, tầng hành động. Tất cả đó đều là những chiến binh, đó đều là những chiến sĩ. Và chúng ta cần phải có một thái độ đoàng hoàng hơn, nghiêm túc hơn, nghiêm cẩn hơn khi nhìn về sự kiện của những người tù, đã ở tù, đang ở tù và vừa mới ra tù, để chúng ta nhìn một cách cẩn thận về bản chất của chế độ, về tư cách của những người đang cầm quyền tại Việt Nam. Họ là ai? Họ là những người cầm quyền hay họ là những kẻ ăn cướp? Cướp chính quyền. Anh Bảo Bình, anh có cầm bằng lên đây, ngày 1 tháng 9 vừa qua Cộng sản đã bắt ông Phạm Hoàng vì dính vào rải truyền đơn cho nhóm DM quân Đào Minh Quân. Anh Bảo Bình, đây là một nỗi đau của chúng tôi khi đề cập đến những cái câu chuyện như thế này.
Trước hết đối với thái độ của anh Phạm Hoàng khi mà bị bắt như vậy, chúng tôi quý trọng. Rồi thái độ dám chống lại sự cường quyền. Tuy nhiên, sự dấn thân, gạch đít chữ dấn thân vào trong cái tổ chức của ông Đào Minh Quân ấy, thì nó lại cần cho chúng ta phải đặt lại vấn đề rất lớn. Đó nó thuộc về cái tầng tri thức của chúng ta, nó thuộc về cái tầng ý thức và bản lĩnh chiến đấu, bản lĩnh nhận thức vấn đề của chúng ta, kể cả là khả năng nhận diện về tình báo. Khi chúng ta trôi nổi, chúng ta lao thân vào hy sinh cho một cái tổ chức nó đầu voi đuôi chuột, nó nửa người nửa ngợm nửa đười ươi đấy, thì chúng ta cũng tự đồng hóa chúng ta là đười ươi. Mà một khi là đười ươi đó, cộng sản nó bắt cũng không oan lắm. Có một số người sẽ chống lại tôi hoặc là xỉ vả, bảo rằng tôi phát biểu như vậy đối với lực lượng của ông Đào Minh Quân. Tôi lập lại, tôi coi Đào Minh Quân là một con đười ươi. Và tôi nói điều này ra với trách nhiệm của tôi. Cho nên cái gọi là cái phản ứng đúng mực của chúng ta đối với những vấn đề đất nước là chúng ta phải tìm được những người bạn, tìm được những người đồng chí, những người chiến hữu xứng đáng để đi với nhau trên cái hành trình gọi là hành trình giải phóng con người. Trước hết là giải phóng con người khỏi sự ngu tối, khỏi sự hèn hạ, khỏi sự ngu dốt. Sau đó là đến vấn đề dân tộc, đến vấn đề tổ quốc. Anh Thái Bình có đề cập đến là ông Phạm Hoàng khả năng sẽ là từ 3 đến 7 năm. Tôi sẽ không đề cập đến câu chuyện của anh Phạm Hoàng nữa. Những gì tôi trình bày, tôi nghĩ về vấn đề này, tôi nghĩ đã đủ rồi. Những người bị bắt, bị cầm tù vì dính líu đến tổ chức của ông Đào Minh Quân thì tôi buộc lòng phải nói trong cái bối cảnh này, trong cái hoàn cảnh này là Đảng Cộng sản họ bắt các anh chị đó, thì cũng đáng, bởi vì các anh chị ngu quá nhá. Các anh chị có thể chửi, các anh chị có thể xỉ vả tôi, nhưng mà tôi vẫn nói tại vì các anh chị ngu quá. Cuộc đấu tranh mà như vậy nó uổng phí sức lực, uổng phí trí tuệ. Và khi mà cái trí tuệ, gọi là cái tầng trí tuệ nghĩ đến đất nước mà hành xử như vậy thì nó cực kỳ vô ích. Đó là hành động của những kẻ ngu si. Anh Nguyễn Quốc Huy có đề cập đến là dân miền Bắc bị liệt kháng, gọi là liệt kháng não rất nhiều. Hơn 90% chỉ còn le lói hy vọng nhỏ từ phương Nam thôi. Anh Nguyễn Quốc Huy, anh sao anh tàn nhẫn như vậy? Hãy cho tôi một cái ước mơ, cho tôi một sự mơ ước về cái những người gọi là tỉnh thức ở ngoài miền Bắc. Ban nãy tôi đề cập đến là khoảng là mười mấy 20%. Cho nên xin cho tôi được giữ cái ước mơ như vậy. Chứ còn anh kéo tuột xuống là trên 90% ấy thì đau quá. Hôm nay các anh chị có cỏ măng vào đây nó hơi nhiều đấy nhé. Anh Thái Bình là tôi nghĩ người phương Nam không làm nên chuyện. Câu này đau ạ. Câu này rất đau.
Tôi nghĩ rằng tất cả những anh chị em phương Nam nên suy nghĩ rất nhiều vì và với những câu cầu mong như thế này. Và tôi mong rằng nó sẽ không, có thể trước đây nó là như vậy, nhưng bây giờ thì nó cần phải thay đổi, và tôi tin tưởng nó sẽ thay đổi. Anh chị Gershan, anh nghĩ Việt Nam có anh chị có còn mang lên đây là anh nghĩ Việt Nam có nước đại CN là cái gì nhỉ? Đại công nghiệp hay sao? Như Cộng sản tuyên truyền là 2030, anh nghĩ Việt Nam thay đổi sau 2025, lịch sử lập lại như 45 và 75. Cảm ơn anh chị Rex Han. Tôi nghĩ là anh chị dùng cái chữ là đại công nghiệp phải không? Anh có nghĩ rằng Việt Nam có nước đại công nghiệp như Cộng sản tuyên truyền 2030? Tôi nghĩ rằng Cộng sản nó làm gì mà nó còn tới được 2030? Không có. Không có chế độ Cộng sản nào sẽ tồn tại được sau 3 năm nữa. Đây là suy nghĩ của tôi, đây là sự trình bày của tôi. Cho nên anh có cỏ măng, anh chị có cỏ măng dưới này, anh nghĩ Việt Nam có thay đổi sau 2025, chắc chắn phải thay đổi. Vấn đề là chúng ta có biết nắm lấy cơ hội hay không, chúng ta có biết bảo nhau hay không. Chứ còn cái xu thế của thế giới là thay đổi. Ngày hôm nay, thời cuộc của thế giới, chúng ta nhìn như thế nào về Israel, chúng ta nhìn như thế nào về Palestine, chúng ta nhìn như thế nào về Âu Châu, ấy. Chúng ta có thấy đâu đó bóng dáng Âu Châu là một cái thứ ngự lâm quân, tức là quân ngự lâm, hay là đâu đó gọi là tay sai, một thứ lính đánh thuê cho cái xu thế dân chủ Mỹ hay không? Mà nói đến xu thế dân chủ Mỹ, nói đến khuynh hướng dân chủ Mỹ, xu thế dân chủ Mỹ là nói đến ông Do Thái. Hôm qua tôi với anh Huỳnh Công Phải có thực hiện một cái live stream, và những live stream đó là trên trang YouTube bị đánh bật ngay, không cho xuất hiện, là bởi vì ông Huỳnh Công Phải ông biết nhiều quá. Tôi biết cứ tí tí thôi, nhưng mà ông Phải thì ông biết rất là nhiều. Và chính vì cái biết nhiều của ông Phải đó, là cái live stream đó là chạy lên trên YouTube bị đóng liền, lật liền. Chúng ta từ cái câu chuyện của ông Trần Hình Duy Thức, nó liên quan đến quốc tế. Tại sao người ta gọi là trả tự do, thả ông Trần Hình Duy Thức trong lúc này? Không phải là chỉ có mình ông Trần Hình Duy Thức, từ tháng tức là khoảng 3 tuần lễ nay đó, là đã có một số những nhân lực là được thả. Ông Hoàng Ngọc Giao nữa. Ông Hoàng Ngọc Giao là một tiến sĩ, là thả cách đây cũng khoảng mười mấy ngày, 16 hay 17 ngày. Và chị Hồng, chị Hoàng Thị Minh Hồng hay Huỳnh Thị Minh Hồng là thả cùng ngày với ông Trần Huỳnh Duy Thức. Thì những cái hành động thả như thế này đó, nó đâu đó nó đang làm cho chúng ta đặt một cái câu hỏi là tại sao lại thả đúng cái thời kỳ mà ông chủ tịch nước
kiêm tổng bí thư, tức là gọi là lãnh đạo tối cao. Việt Nam từ trước đến giờ chưa bao giờ có lãnh đạo tối cao cả. Cái thực sự lãnh đạo tối cao, cái vai trò lãnh đạo tối cao là của thằng tổng bí thư, trong khi trên gọi là cái danh nghĩa của thằng tối cao thì lại là thằng chủ tịch nước. Cho nên ngày hôm nay thằng Tô Lâm đi sang gọi là dự hội nghị của Liên Hợp Quốc với cái tư thế gọi là lãnh đạo tối cao của Việt Nam, không cần bầu bán gì cả, trở thành tư thế lãnh đạo tối cao của Việt Nam. Đâu đó nó đang là một cái bàn bài đấy. Người ta đang sắp xếp một cái bàn bài. À, mày phải có cái tư cách gì đó thì mày mới nói chuyện với tao được. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi sang bên Mỹ là không có cái tư thế giống như thằng Tô Lâm ngày hôm nay. Thằng Tô Lâm ngày hôm nay ít hay nhiều nó là, dù là thằng ăn cướp, dù là một cái của đảng cướp, nhưng nó là thằng gọi là thằng tối cao, thằng lãnh đạo tối cao. Tao vừa là chủ tịch nước, tao vừa là tổng bí thư, tức là đứng đầu của đảng cũng như đứng đầu của dân, tao đều đứng trên đầu, một chân là trên đầu dân, một chân là trên đầu đảng, vạch cu ra đái vào mồm dân, vào mồm đảng. Đó là cái tư thế của Tô Lâm khi nó sang Mỹ. Chưa có ai sang Liên Hợp Quốc, họp Liên Hợp Quốc và sang Mỹ với cái tư thế của một cái thằng đứng hai chân trên đầu dân và trên đầu đảng, vạch cu ra đái như vậy. Cho nên nhìn cẩn thận ấy, thì thấy rằng à, cái tư thế nó bắt đầu thay đổi. Và tại sao lại phải đu cà như vậy, đem theo bồ đoàn thế tử ghê gớm, các anh trá hình bằng một cái chuyện là à, có một cái cuộc công du tại Cuba với lại Cuba. Mẹ cái xứ Cuba, Cuba nó đâu có quan trọng đéo gì đâu, ngày hôm nay nó cũng sắp sửa chết mẹ nó rồi. Cho nên cái chuyện đi bú, gọi là đi bú mốt Cuba, đi gọi là bú mốt Cuba đó, thì mẹ nó chỉ là cái đòn ảo thôi, đó chỉ là cái đòn che chắn đi thôi. Còn cái vai trò chính của các ông là các ông bú đít Mỹ, các ông xin lỗi các anh chị em nhé. Cái gì chết đòn bây giờ hả? Cho nên cái câu chuyện người ta đi Mỹ đó, người ta đang cố gắng người ta che chắn, đâu đó là nó có cái sự ngang hàng giữa chính quyền này với chính quyền kia, trong khi thực chất đó là các ông kéo nhau đi để la liếm. Cái điều đặc biệt trong cái đoàn đi để la liếm này đó, có con của Nguyễn Tấn Dũng, tức là Nguyễn Thanh Nghị. Trong khi khoảng 3 tuần trước đây là Nguyễn Thanh Nghị đã bị dọn chuồng, tức là đã bị chuẩn bị cho vào chuồng, thì vì một cái lý do gì đó mà cái thế lực của Nguyễn Tân Dũng, tức là Nguyễn Thanh Nghị, đã không phải vào chuồng và trái lại có mặt trong cái đoàn cùng với Tô Lâm đến Mỹ và giữ một cái vai trò khá là đặc biệt, tức là nó liên quan đến danh dự. À, cái đó là quan trọng lắm, nó là một cái tín hiệu cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều lắm. Cho nên một thời gian gần đây tôi có hay đề cập đến cái câu chuyện là Việt Nam nên chia đôi đó. Khi mà nói đến điều này đó, nó vừa là liên quan đến những cái sấm ngôn, những câu sấm ký, những câu sấm ngôn của tổ phụ của chúng ta, cũng như là với tình hình của thế giới và tình hình nội bộ của những người đang cầm quyền tại Việt Nam. Thực ra những người đang cầm quyền tại Việt Nam là rối như canh hẹ. Ai đang lãnh đạo những người đang cầm quyền tại Việt Nam? Ông Tô Lâm mà.
Cái tướng pháp mặt mũi của ông Tô Lâm làm sao có thể lãnh đạo được? Tô Lâm là một cái vai trò, gọi là một cái vai trò trái độ để đưa đến một cái sự chuyển đổi khác, đưa đến một sự chuyển đổi mới. Chứ còn tướng pháp của Tô Lâm, Tô Lâm không có tướng vương. Từ thời của thằng Hồ Chí Minh cho tới ngày hôm nay không có một thằng lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản Việt Nam có tướng vương ấy. Nó toàn là tướng khỉ, tướng tướng vượn, tướng đười ươi, nó không có thằng nào có tướng vương cả, không có thằng nào có tướng người ấy. Ngoại trừ có một người khá đặc biệt nhưng lại không phải là ở cái vị trí giống như ngày hôm nay thằng cha Tô Lâm đang đang đứng. Tôi đề cập đến ông Võ Văn Kiệt. Cái tư thế, cái tướng pháp của Võ Văn Kiệt nó mang cái tướng pháp của một người mang tướng vương. Duy nhất có ông Võ Văn Kiệt thôi. Còn kể cả những người miền Nam, kể cả là Dũng không có cái tướng đó, còn tức là không có tướng vương. Ngày hôm nay Tô Lâm thì lại càng không. Anh Nguyễn Quốc Huy có đề cập lên đây là tôi đã đụng rất rất nhiều người miền Bắc. Tôi nói trên thực tế đó anh, chỉ có hy vọng từ phương Nam. Anh lại cứ cố cãi. Tôi không 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 dám nói chữ cãi, tức là anh cứ cố gọi là phủ đầu tôi như vậy. Hãy để cho tôi một chút xíu hy vọng. Thưa anh Nguyễn Quốc Huy. Thái Bình cho là người gốc Bắc sống ở Nam hơn 10 năm, sống ở miền Bắc hơn 30 năm. Vâng, cảm ơn anh Thái Bình. Có một thời tôi cũng đã từng suy nghĩ giống như anh, tức là người miền Nam thì khó làm lãnh đạo, khó làm chiến lược. Tuy nhiên tại vì là chúng ta ở một cái thời kỳ mà người miền Nam bị gọi là bị che chắn đi rất nhiều cái gọi là cái sức tiềm ẩn của nhân văn. Chứ chúng ta đừng quên cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiền phong đó. Giai đoạn thanh niên tiền phong, tức là giai đoạn tiền cộng sản, từ cái giai đoạn năm 1915 đến năm 1940 50 là miền Nam đâu có thua kém gì đâu. Những cái đầu óc của người miền Nam cực kỳ là trí tuệ, những cái đầu óc chiến lược hết sức lớn. Cho nên tôi nghĩ mỗi một thời nó một vùng miền hoặc là một đất nước, mỗi một thời nó có những cái gọi là những cái o ép, những cái sự làm cho người của cái vùng đất đó, cho cái phương phương trời đó không có bộc phát ra được những cái tính năng siêu việt. Tôi thì tôi tin rằng miền Nam, tức là tôi nói miền Nam tức là vĩ tuyến á, tính theo vĩ tuyến 17 sẽ làm lên chuyện trong thời gian sắp tới và sẽ dắt mũi được miền Bắc, tức là xỏ mũi được cái con trâu miền Bắc đi qua cái vũng bùn tăm tối của lịch sử cũng như của văn hóa Việt Nam, mà cái vũng bùn đó nó đã kéo dài cả gần 100 năm rồi, tức là từ những giai đoạn năm 1935 1940 đến ngày hôm nay. Bởi vì cái ưu điểm của người phương Nam đó là sự khai phá. Trong khi cái sự khai phá đó là Bắc không có. Mà khi đã có sự khai phá đó là chúng ta có sự tiếp cận. Chúng ta có sự
sự ban giao, chúng ta có sự bằng hữu. Tức là khi mà tấm lòng của chúng ta chật hẹp thì chúng ta không có bằng hữu. Mà thế giới này là thế giới liên kết, thế giới bằng hữu. Cho nên cái tính cách của Phương Nam vì thế nó sẽ là tính cách từ nay trở đi, cho ít nhất 25 năm tới, nó là tính cách của người Phương Nam. Chính trị cũng là người Phương Nam, tức là tính cách chính trị, tính cách xã hội, tính cách văn hóa, để mà đưa Việt Nam lên được, đất nước Việt Nam đưa lên được thực sự ở một cái vị trí gọi là vị trí danh dự, thì nó phải nghiêng về Phương Nam, tức là vĩ tuyến 17, phía Nam của vĩ tuyến 17. Vốn liếng nhân lực của phía Nam của vĩ tuyến 17 rất là lớn, cực kỳ lớn, hơn miền Bắc nhiều lắm. Miền Bắc chỉ là tay sai thôi. Miền Bắc gọi là lý luận, gọi là lý luận tay sai. Lý luận thằng nào nó vẽ vời ra rồi nó nặn ra là nó ị ra là các ông đớp ra thôi. Bảo rằng người miền Bắc là người lý luận. Cái lý luận đó là cái lý luận học mót. Cái lý luận đó là lý luận học thuộc lòng. Chứ còn gọi là lý luận thực sự của gọi là của Việt Nam phải là những người phương Nam. Lý luận của Việt Nam Quốc dân đảng, về của Đại Việt, lý luận Trương Tử Anh, lý luận Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Huy, đó thuần là những cái gọi là những lý luận triết lý mang tầm chiến lược của phương Nam. Chứ còn gọi là tầm lý luận, gọi là chiến lược của miền Bắc là nghèo nàn. Kể cả cái gọi là lý luận của Việt Nam Quốc dân đảng cũng là copy của Trung Hoa, một phần lớn là copy của Trung Hoa Quốc dân đảng. Trong khi những cái tư tưởng của Đại Việt là không copy ai cả, mà những tư tưởng của Đại Việt hầu hết là phía Nam vĩ tuyến 17. Nên đối với tôi, khi mà nói rằng người Việt Nam, người miền Nam không làm được gì hết, không có cái giá trị tư tưởng về chiến lược này, thì tôi không nghĩ là như vậy. Anh chị Gatsen có nói là đại công nghiệp. Như bần nãy tôi có trình bày rồi đó, tôi không nghĩ rằng chế độ Cộng sản Việt Nam tồn tại đến 2030. Không bao giờ tôi nghĩ như vậy cả. Và tôi nghĩ họ đang chết. Họ đang tìm cái chuyến đi này là tìm cách chết êm đẹp. Tìm được một cái chết êm đẹp. Nếu cái đoàn đi không có con của Nguyễn Tấn Dũng thì tôi không nói những cái câu tôi vừa nói. Nhưng bởi vì trong đoàn nó có con của Nguyễn Tấn Dũng, và sự xung đột trong cái giai đoạn 10 năm vừa qua nó rất là nặng nề đối với gọi là cái quan điểm của miền Nam và quan điểm của miền Bắc, thì cái sự kiện có Nguyễn Thanh Nghị trong cái đoàn và lại giữ một cái vị trí nó khá là đặc biệt, nó liên quan đến danh dự, thì tôi coi đây là một cái tín hiệu tìm một lối thoát, một sinh lộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân tôi cũng đã rất là ngạc nhiên tại sao một cái đảng rốt nát như thế này mà nó vẫn còn tồn tại. Cho tới gần đây tôi mới nhận ra được rằng nó tồn tại là bởi vì nó được dung dưỡng. Và ai dung dưỡng nữa? Một cái thế lực vô hình đã dung dưỡng cái chế độ Cộng sản trong khoảng 10 năm nay. Và cái thế lực vô hình đó không phải là, tức là không phải là Do Thái. Ngày hôm nay đối với tôi, cái câu chuyện của thế giới là câu chuyện thao túng của Do Thái và một cái lực lượng bí mật.
Nhìn vào cái cục diện của Palestine, nhìn vào cái cục diện tức là của Palestine với Do Thái, cũng như là so sánh cái tương quan lực lượng của so sánh cái tương quan lực lượng của gọi là cuộc chiến của Ukraine, mà nói đến cuộc chiến của Ukraine với Nga là nói đến Âu Châu, nói đến khối NATO. Thực ra là cái cuộc chiến của Ukraine nó chỉ là cái điểm trên toàn bộ cái diện, tức là cái diện là một cục diện của một cuộc chiến của Nga đối với NATO, và sâu xa hơn nữa nó là một cục diện của một cuộc chiến giữa chính thống giáo và công giáo. Công giáo được dẫn dắt bởi những người Do Thái, những người mệnh danh Do Thái, những người mặc áo Do Thái. Và Nga là được dẫn dắt bởi chính thống giáo. Suy nghĩ này có thể là rất nhiều người không đồng ý, nhưng là tích lũy của tôi. Và cái câu chuyện của Ukraine nó sẽ không có kéo dài bao lâu nữa. Đối với tôi, cùng lắm là 2 năm nữa nó sẽ được giải quyết. Cũng như cái cục diện của thế giới, cái cuộc bầu cử tại Mỹ tháng 11 năm nay, tức là đối với tôi đó là giai đoạn 2025 là cực kỳ quan trọng. Nó là cái bản lề để hoặc là đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh, gọi là một cuộc chiến tranh không kiểm soát được. Cuộc chiến thứ ba, gọi là thế giới thứ ba 2055, hoặc là nó sẽ thiết lập lại một cái trật tự thế giới mới mà cái thế lực đã thao túng cái cục diện chiến tranh của thế giới suốt 80 năm nay, suốt 100 năm nay đó là bị bẻ cả. Đó là cái thế lực mượn danh Do Thái, thế lực mặc áo Do Thái, thế lực Illuminati, New World Order. Ngày hôm nay, từ cái câu chuyện đoàn của Việt Nam sang Mỹ, đâu đó chúng ta cũng cần phải nhìn lại cái thái độ hành xử của những người đang cầm quyền tại Việt Nam. Muốn thật sự có được một cái cuộc hòa giải, tức là một cái cuộc giải quyết mà không gây ra máu đổ, không gây cái chuyện máu đổ thì rơi đó, tiếp tục đó, thì nó phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Và cái sự tôn trọng đó, đó nó cần những người đang làm cái trò tuyên giáo tại Việt Nam đó, bắt đầu khớp mỏ lại, gọt mỏ những đứa mà mở miệng ra là ba que với lại đu càng. Thực ra ngày hôm nay chúng mày đang đu càng đó, tức là mấy thằng ông nội, mấy thằng bố, mấy thằng con mẹ, mấy đứa con mẹ của chúng mày đó, tức là những thằng dư luận viên gọi là khốn nạn, là bố mẹ chúng mày, ông nội, ông ngoại, ông tằng, ông tổ của chúng mày đang la liếm, đang bú đớp sang bên Mỹ để đu càng bú đớp. Cho nên những đứa làm tuyên giáo đó, bắt đầu khớp mỏ mấy cái thằng vớ va vớ vẩn lại, mấy cái đứa gọi là dư luận viên ba củ lại, để chặt mỏ ra đi, câm mồm lại, cái chữ đu càng không được dùng nữa, cái chữ ba que không được dùng nữa. Cái chữ đó, mấy cái thứ chữ đó chỉ có những đứa ăn phân người thì mới còn dám sử dụng và có thể sử dụng mà thôi. Cái cơ hội trương cờ hòa giải nó ngày hôm nay đang hết sức gọi là hết sức cần thiết và hết sức có cơ hội. Tức là hãy
trở thành là những người biết nắm lấy cơ hội. Những người như Tô Lâm và chung quanh Tô Lâm, tôi nghĩ rằng họ đang hiểu, đang hiểu rất rõ rằng họ chỉ là những người làm cái nhiệm vụ gọi là trung gian để chuyển giao quyền lực mà thôi. Bởi vì cái gọi là mô hình quyền lực, cái cỗ máy quyền lực của chế độ cộng sản ngày hôm nay nó rệu rữa hết. Nó mới có một trận bão thôi mà nó đã lòi ra tất cả những sự rệu rữa hết. Rệu rữa về nhân văn, rệu rữa về lý tưởng, và đặc biệt nó làm cho chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái chuyện gọi là hại hay lợi liên quan đến đến thần nước, thủy hại hay thủy lợi. Chúng ta rất nhiều những người Việt Nam, những người dân Việt Nam, chúng ta chọn một thái độ thụ động. Chúng ta im lặng, chọn thái độ im lặng, chọn thái độ thụ động, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có quyền như vậy. Trong khi tất cả những sự kiện đang dẫn ra đó là nó đẩy chúng ta vào cửa chết, đẩy chúng ta vào cửa tử. Chúng ta chết là bởi vì chúng ta im lặng. Chúng ta chết là vì chúng ta chọn thái độ im lặng, hèn hạ của chúng ta. Chúng ta nhìn gì về những cái chuyện hồ bùn đỏ của Bô Xít Tây Nguyên? Chúng ta nhìn như thế nào về các cái đồi trọc bị rừng bị đốn hết và làm thủy điện, thủy lợi? Nó có thật sự nó có thủy lợi hay không? Nếu không có những cái chuyện mà người ta chặt phá, tức là cào trọc những cái ngọn đồi, cạo trọc những ngọn núi như vậy đấy, để mà gọi là xây đập đấy, để mà đắp đập, để mà phá rừng đấy, thì liệu nó có những cái chuyện lũ lụt xảy ra trong 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 thời gian suốt một tuần lễ vừa qua không? Bão nó đến rồi nó đi với cái sức bão đó, cùng lắm là 4 ngày sau là bình thường trở lại. Mà tại sao là ngày hôm nay, tức là mười mấy ngày đã trôi qua rồi, còn người ta bị bõm hết cái lụt này đến cái lụt khác, bão không còn nữa thì là lụt, mà tại sao lại lụt thế thảm đến? Tức là nó cho chúng ta nhìn thấy những người cầm quyền ấy, chúng nó không biết cái con mẹ gì cả. Chúng nó chỉ là những con bò đỏ, và nó đớp những miếng ăn nó thấy trước mặt. Cào rừng là đớp được miếng ăn, đốn cây là đớp được miếng ăn, làm thủy điện là đớp được miếng ăn. Nó bất cần nghĩ đến là khi mà thiên tai đến ào ào như vậy thì cái gì chống đỡ? Không còn một bức tường nào để chống đỡ cho dân, cho nên dân là ngụp lặn. Và chúng ta câu chuyện này không phải nó xây đập có một năm hay hai năm nó xây được đập. Bao nhiêu những con đập suốt 40 năm nay chúng ta xây, và chúng ta im lặng, người dân im lặng. Và ngày hôm nay chúng ta đang trả cái hậu quả đó, cái hệ quả của sự im lặng. Khi mà rừng không còn nữa thì là gọi là phòng hộ mà không còn nữa, đê coi như là không còn nữa thì sẽ là lụt lội. Bao nhiêu những con đập ở Tây Bắc, và nguy hiểm hơn nữa là những cái con đập của thượng nguồn của sông Hồng, tức là nó sang tới tận Hải Nam, tút bên Hải Nam cả ngàn cây số chứ nữa. Và nó đắp các cái đập đó bây giờ là xả láng hết, mở. Bởi vì dự báo thủy văn là sẽ nhiều cơn bão nó sẽ vào, cho nên vì cái quyền lợi trước mắt của nó phải xả tối đa để nó giữ được đập, giữ được những con đập gọi là thủy điện ấy, và trở thành đó là những trái bom. Và nó không phải là một trái bom, hơn 1.000 trái bom đang đứng ở trên đầu, đang treo ở trên đầu Hà Nội, treo ở trên đầu Thăng Long,
và nó làm bản thân tôi nghĩ đến cái câu sấm mà tôi không bao giờ tôi muốn nó xảy ra cái sự thật. Thành đổ cá leo cây. Trước đây 6-70 năm làm sao người ta nghĩ đến cái chuyện thành đổ mà cá leo cây. Và ngày hôm nay đó, bức tường thành là gì? Là đập. Những cái con đập đó là những bức tường thành. Xây y chang là những bức tường thành. Thành đổ đến mức độ mà cá leo cây được. Tức là xuống dưới vùng đồng bằng, xuống dưới các thành phố là 8m, 10m, 14, 15m nước. Chưa kể là cái con đập Hoàng Hà. Cái con đập Tam Hợp, con đập Tam Hiệp chắn ngang sông Dương Tử. Nó ảnh hưởng đến Việt Nam là đặc biệt. Và cái lượng mưa, cái năm nay là cái năm gọi là năm lượng mưa sẽ rất là lớn. Bão tố và lượng mưa, lượng nước rất là lớn. Và họ sẽ phải xả đập. Và đập Tam Hiệp mà khi mà xả mà còn gọi là điều phối được thì đâu đó là cũng là tổn hại đấy, nhưng mà tổn hại không lớn. Mà một khi mà nó mà bể một cái thì méo mỏ. Một bể một cái là dẫu rằng là cái dòng chính, dòng cái sức mạnh của nó là nó đổ từ phía tây qua phía đông, nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng gián tiếp về phía đông nam rất nhiều. Và Hà Nội là loạng quạng, là thành đổ cá leo cây. Rồi chúng ta nhìn về gọi là phương Nam, về nhìn về cái vùng Tây Nguyên của chúng ta. Bao nhiêu hồ bùn đỏ. Cái xác bùn đỏ đó đâu phải là bôxit đâu. Nó đâu phải là nhôm đâu. Nó có khai thác những cái tầng uranium ở trong đó. Non. Chứ còn khai thác nhôm mà nó khai thác như vậy nó lỗ trọng gọng. Thằng tàu khai thác nhôm ở Việt Nam như vậy, ở vùng Tây Nguyên như vậy là đem được về tới bên tàu là lỗ trọng gọng. Nếu chỉ là khai thác nhôm. Và những thông tin chúng tôi biết được nó là uranium. Và một khi những cái hồ bùn đó nó vỡ thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sông La Ngà? Nó ảnh hưởng như thế nào đến sông Đồng Nai? Và người Sài Gòn có thoát hay không? Khi sông Đồng Nai bị gọi là bị nhuộm uranium, nhuộm bauxit thì Sài Gòn sẽ là sao? Cho nên nó là đại thảm họa. Và cái đại thảm họa đó nó đến là do chính sự im lặng của người dân. Chúng ta khoán trắng mà, chúng ta mặc cái thằng chính quyền, mày muốn làm gì mày làm, mày ngồi trên đầu tao, mày muốn đái vạch cu là đái. Tao cùng lắm là mày đái xong, tao đi tao gội đầu, thế thôi. Cho nên cái gọi là cái ủy ban danh dự, cái vai trò hết sức đặc biệt của Nguyễn Thanh Nghị đi sang Mỹ, nó liên quan đến danh dự mà tôi ngạc nhiên hết sức. Lại đang nói đến danh dự là nói đến phương Nam nhiều lắm. Chứ người miền Bắc đa phần mất mẹ là hết danh dự rồi. Đây là điều rất là đau, buộc lòng phải nói ra cái chuyện. Cái danh dự chúng ta bán tống bán tháo đi quá nhiều rồi. Ở người phương Nam thì mà còn, tức là những người sống ở phương Nam còn giữ được cái gọi là cái giá trị của danh dự, cái chữ của danh dự nó khoảng được 30-40%. Thế còn gọi miền Bắc cùng lắm là 10%. Đau đớn. Quê cha đất tổ của tôi, quê cha đất tổ của chúng ta, những người Việt Nam. Xin cảm ơn anh chị Danh Nguyễn.
Anh Nguyễn Quốc Huy, vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Nguyễn Quốc Huy, là người miền Nam cái chất tình người họ vẫn còn, hy vọng từ điểm này anh, tôi tin tưởng gần như là tuyệt đối, bởi vì cái sự giả dối thì ở phương Nam không có nhiều lắm, nó cũng có nhưng mà không có, nhưng mà nó là động lực chính để sống thì nó không phải là như vậy, trong khi cái động lực chính để sống ở phương Bắc là sự giả dối. Tôn giáo cũng thế thôi. Xin cảm ơn anh chị Hồng Lê nhé. Anh chị Nguyễn Ngọc Trà My. Anh Bảo Bình có comment lên là anh em ở trong nước cần tìm điểm tựa chân chính để vực dậy lòng tin, xóa nỗi sợ hãi để chiến đấu với bạo quyền cộng sản. Chúng ta đang có một vấn nạn rất lớn, đó là chúng ta mất niềm tin với nhau, mất lòng tin với nhau. Chúng ta cũng cần phải nhìn lại là tại sao chúng ta mất lòng tin với nhau. Cái thời của chúng tôi nó là 1980, là tôi 20 tuổi, niềm tin hết sức mạnh mẽ. Kéo dài đến năm 1990, khi mà tôi 30 tuổi, thì niềm tin đã bị si gà que, tức là đã bị què mẹ nó mất một chân rồi. Tại sao bị què mất một chân? Đó là vì chúng ta chiến đấu không có chuyên nghiệp. Cuộc chiến đấu của chúng ta chưa đi vào chuyên nghiệp. Chúng ta chiến đấu bằng cảm tính nhiều quá. Những người lãnh đạo của chúng ta, họ lãnh đạo bằng cảm tính. Và chúng ta nhìn vào họ, chúng ta đặt hết cái gọi là cái khát vọng của chúng ta, và chúng ta coi đó là những con người có thể làm được chiến lược, là những con người vẽ được chiến lược. Trong khi thực tế thì không. Đây là một cái lỗ hổng rất lớn đối với chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, cái vấn đề lớn lao nhất đối với chúng ta là những người làm ra chiến lược, những người vẽ ra chiến lược, những người định hình chiến lược, và những người định hình chiến lược đó chính là ở các anh chị em tại trong nước. Chứ không phải là của những người hải ngoại. Những người ở hải ngoại họ không sống, không chết với cái lý tưởng được. Họ còn quá nhiều vấn đề để họ phải phải bươn chải với cái đời sống hải ngoại. Sống hay chết trên đất nước là chính các anh các chị phải nắn óc ra. Chúng tôi phụ được điều gì? Nhéo tai kêu à, mấy ông làm cho tôi điều này, vẽ cho tôi điều này. Nó là như vậy. Chứ cái chính là đừng có trông mong huyễn hoặc vào cái đám hải ngoại, đặc biệt là cái đám đào lộn quần hay là đào lột quần. Chúng nó không đáng để cho các anh chị em gửi lòng tin vào cái đám lộn quần đó. Kể cả cái Nguyễn Hữu Tránh cũng thế. Chúng tôi là những người đã đi qua rất nhiều những sự đau đớn của những tổ chức như vậy. Từ cái thời Hoàng Cơ Minh, từ cái thời ông Nguyễn Văn Chức, từ cái thời của Hoàng Văn Hoan. Đó là những nỗi đau. Và nó cần các anh chị em phải chính ở trong nước. Phải tự tìm đến nhau, tự đào luyện nhau, tự xây dựng nhau. Những cái vấn đề thiếu, những cái yếu tố thiếu thì nhéo tai bọn hải ngoại. Những đứa ở hải ngoại, có đứa nó có cái năng lực ở lĩnh vực này, có đứa nó có cái ở cái lĩnh vực kia, nhéo tai chúng nó, và vì thế chúng nó chỉ là phụ thuộc thôi. Chúng nó chỉ là phụ gia. Cái chính là các anh chị em. Khi chúng ta chưa nhận diện được cái chính là ở đâu, điểm chính là ở đâu, nhân lực chính là ở đâu, thì chúng ta sẽ bế tắc. Điều này vô cùng quan trọng. Anh chị Gershen có mang lên là tại sao giới trí thức giỏi thật sự hay bị cộng sản giam cầm, tội tội trốn thuế,
hoặc là chống nhà nước mà họ nghi là phản động ở ngay trong cái cổng rê của Việt Cộng, ngay trong cái vòng máy của Cộng sản. Anh chị có đề cập là tại sao giới trí thức giỏi thật sự hay bị Cộng sản giam cầm. Thú thực, tôi chưa nghĩ rằng, tức là Việt Nam cho tới giờ này chưa có những cái bậc trí thức, chưa có bậc trí thức giỏi thật sự. Các vị là chuyên viên, các vị là bác sĩ, các vị là của từng ngành thì ok, tôi đồng ý. Nhưng bảo rằng là trí thức thì nó là tổng hợp. Các anh, các chị giỏi về một cái kiến thức nào đó, có những kiến thức về lĩnh vực nào đó, chứ bảo rằng là trí thức giỏi thật sự đó, thì tôi cảm giác rằng ở Việt Nam chưa có. Bởi vì trí thức mà giỏi thật sự đó thì đã phải hành động, chứ không hèn nhát. Bởi vì trí thức, ý thức của sự tỉnh thức, của trí tuệ, sao hèn nhát được. Còn một khi đã hèn nhát thì không thể là trí thức. Cho nên anh chỉ là chuyên viên thôi, anh chỉ là chuyên viên thôi. Việt Nam trong cái thời gian dài vừa qua chúng ta có rất nhiều chuyên viên, nhưng gọi là những bậc trí thức, sĩ phu đó, chúng ta chưa có. Đó còn là một lỗ hổng. Và Cộng sản thì thường anh trí thức thì sẽ phải tìm cách để khai thác. Anh khai thác không được thì giam cầm anh lại, hoặc là tống anh ra nước ngoài. Chúng ta trong lịch sử của chúng ta có luật sư Nguyễn Mạnh Tường nhỉ? Là một người cực kỳ giỏi. Và Hồ Chí Minh đã sử dụng ông Nguyễn Mạnh Tường một cách là đến nơi đến chốn. Rồi cuối cùng là gì? Đau khổ. Đau khổ nhưng không hành động được nữa, cũng không dám hành động được nữa. Cho nên đối với tôi đó, ông Nguyễn Mạnh Tường là một bậc trí thức, nhưng là sĩ phu thì chưa đủ. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang thiếu những cái lực lượng đó. Tôi không nghĩ là không có, mà tôi nghĩ rằng chưa đến lúc, chưa đến thời để bùng phát ra những cái lực lượng gọi là thật sự là sĩ phu đó, trí thức thật sự đó. Đã trí thức thì không biết sợ chết. Anh Bảo Bình, theo thông tin anh Thức không tự nguyện ký lệnh ân xá, thậm chí chúng công an ra xe, chúng cõng anh ra xe để rời khỏi trại giam. Tôi đồng ý với anh Bảo Bình. Tôi không có một cái thông tin nào về chuyện là anh Thức ký lệnh ân xá cả. Tôi là một thằng rẻ rách mà tôi còn không ký, không xin lệnh ân xá, thì làm sao mà ông Thức ông ký được? Hơn nữa ông Thức, ông đâu có phải là ông chống chính quyền đâu. Ông đâu có chống. Ông chỉ chống những sự tiêu cực, chống những cái sai thôi. Chứ ông không xác định là ông chống chính quyền. Trong khi bản thân tôi là từ 17-18 tuổi là tao chống chính quyền. Chúng mày bắt được, bắn được thì cứ việc bắn. Tao đéo xin xỏ gì. Tôi còn nghĩ được như vậy thì ông Thức làm sao mà ông ký lệnh xin, gọi là ký đơn xin ân xá làm chi? Nhất nữa là ông chỉ còn vài tháng nữa là gọi là ông hết rồi. Nhân đây chúng ta cũng cần phải nhìn lại nữa. Ai có quyền ân xá cho ông ta? Ai có quyền gọi là làm giấy ân xá cho ông Trần Huỳnh Duy Thức? Hay là cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nếu nó có danh dự thật sự, nó có sự tự trọng thật sự, nó phải ngồi xếp bằng trước mặt ông Trần Huỳnh Duy Thức để xin lỗi. Và đặc biệt xin lỗi cha mẹ của ông Trần Huỳnh Duy Thức là những người đã làm lên quyền lực của chế độ ở miền Nam, tức là quyền lực chế độ của Cộng sản tại miền Nam. Đây là một hành vi phản bội, gọi là phản bội đến tận cùng kỳ cực.
của những kẻ cầm quyền, những kẻ cầm quyền ăn cướp khốn nạn. Còn đủ tự trọng thì phải ngồi xếp bằng trước mặt ông ấy. Tôi không dám nói chữ quỳ, phải ngồi xếp bằng trước mặt ông. Xin ông ấy tha lỗi cho, xin ông tha tội cho. Mà không phải chỉ có một mình ông ấy, tất cả những người bị tù, bị giam cầm từ 2 năm, 1 năm thôi cũng đã phải là những thằng cầm quyền phải khoanh tay xin lỗi họ. Ngày hôm nay cái câu chuyện tại Việt Nam có quá nhiều những người không chịu nhận diện ra mình là ai. Mình là chủ nhân của đất nước hay là mình là nô lệ của đất nước? Tại sao cái thằng gọi là nô lệ của đất nước đó, một thằng nó chết thì cả hàng 50-60 triệu con người phải xì sụp khấn vái lạy lộc cảm ơn? Đó là những thằng gọi là những thằng đầy tớ. Một thằng đầy tớ nó chết, bao nhiêu thằng phải cúi đầu xuống, bao nhiêu nhân dân phải cúi đầu, trong khi nhân dân làm chủ. Nhân dân chết cả hàng trăm người, cả hàng ngàn người trong cái vụ lũ lụt vừa qua. Thì có thấy thằng nào không? Có thấy thằng chính quyền nào không? Có thấy thằng gọi là thằng công bộc, thằng thằng đầy tớ nào của dân gọi là lên tiếng để mà xin lỗi người dân hay không? Không. Cái nhục của chúng ta là thằng gọi là thằng đầy tớ đó, vừa là đầy tớ vừa là thằng ăn cướp, nó ngồi trên đầu trên cổ của chúng ta và nó vạch cu, nó đái trên đầu trên cổ của nhân dân Việt Nam. Và chúng ta im lặng, đôi khi chúng ta còn cười, chẳng sao cả. Nó đái xong nó nhảy xuống, chúng ta bỏ xà bông, chúng ta gội đầu, thế là xong. Cho nên cái liêm sỉ của người Việt Nam cần phải đặt lại, cái danh dự của người Việt Nam cần phải đặt lại. Cho nên cái câu chuyện của Nguyễn Thành Nghị khi đến Mỹ với một cái vai trò, với một cái vị trí nó liên quan đến một cái ủy hội, nó liên quan đến một cái ủy ban, danh dự nó là tín hiệu để cho chúng ta nhận ra là chính chúng ta phải tận dụng cái thời cơ này để đòi lại danh dự của mình, đòi lại danh dự của người Việt Nam, đòi lại danh dự của người miền Nam. Xin kính chào các anh chị em. Có một câu, tôi xin một vài câu cuối cùng thôi. Anh chị Gethen, anh nghĩ là lịch sử lặp lại như thời Ngô Đình Diệm, đảo chính rồi ám sát? Thưa tôi không nghĩ ạ. Sẽ không có cái chuyện, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Nguyễn Ngọc Trà My rất mừng anh Trần Huỳnh Duy Thức đã ra tù, nhưng nhìn anh đã già đi nhiều rồi. Nhất Nhật tại tù, Thiên Thu tại ngoại, ông ấy những 16 năm. Và cái cảm giác của chúng ta đó, tôi cũng dẫn muốn nói lại là chúng ta thấy anh ra thì chúng ta mừng. Và rất nhiều người không, tức là chúng ta mừng rồi chúng ta quên, đặt câu hỏi tại sao chúng ta mừng. Cái thằng gọi là cái thằng kẻ thù, cái thằng làm chính quyền, tại sao chúng ta không đặt cái câu hỏi là thằng làm chính quyền nó lấy tư cách gì nó giam ông 16 năm? Đây là một câu hỏi nghiêm khắc. Chúng ta cứ đặt chúng ta là nạn nhân, đặt cái vai trò chúng ta là vai trò nạn nhân, và kéo đổ đồng hết chúng ta là nạn nhân. Mà khi là chúng ta là nạn nhân thì cái thằng đứng trước mặt chúng ta nó là người có quyền lực. Cho nên cái câu hỏi quan trọng nhất, cái yêu cầu quan trọng nhất của chúng ta ngày hôm nay là phải nhìn cái tư thế chính danh của kẻ cầm quyền. Nguyễn Ngọc Trà My là lúc trẻ anh Thức là oai nghiêm,
khi vào tù rất lâu nay được thả, nhìn anh già rất nhiều, rất ngưỡng mộ anh Trần Huỳnh Duy Thức. Đó, chúng ta đang có những cái ngôn ngữ chúng ta cần phải rành rọt với nhau nhiều lắm. Ở trong này đó, chị Nguyễn Ngọc Trà My có đề cập đến cái chuyện là khi mà vào tù rất lâu nay, nay được thả nhìn anh rất dài. Tức là ngày hôm nay ông mới được thả. Tại sao chúng ta không phải, tức là không dùng cái chữ là ngày hôm nay chúng nó phải thả ông ấy. Cũng như với tất cả những người tù khác, chúng nó phải thả những người tù khác, chúng nó phải trả tự do cho những người tù khác, những người tù gọi là những người tù phản động khác. Khi chúng ta dùng, tức là cái ngôn ngữ của tiếng Việt của chúng ta đó là nó như lưỡi dao lam. Khi chúng ta dùng chữ được như vậy đó, nghĩa là chúng ta đặt chúng ta ở dưới rồi, cái vế thấp rồi. Vâng, thưa các anh chị em, anh Nhâm Thanh Tổng, các nhà tư tưởng lớn phía Nam như giáo sư luật Nguyễn Văn Bông, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và nhiều người đang nối bước. Vâng, miền Nam không đùa được, người miền Nam không đùa được đâu. Người miền Nam là tinh hoa của người miền Bắc. Tinh hoa của xứ Bắc là ngày hôm nay đang tập trung ở miền Nam rất là nhiều. Nhâm Thanh Tổng, các hệ thống đập là chắc rồi, vì từ tỉnh Gia Lai đi hướng về Vân Nam bị đứt gãy địa chất. Các đường xá, nhà cửa đã bị sụp lún rất là nhiều. Chính xác ạ. Đây là một thảm họa lớn, thảm họa cực lớn, không đùa được. Các cái hố bùn đỏ mà nó tràn là Sài Gòn đi toang. Biên Hòa, Sài Gòn, Đồng Nai đi toang. Anh chị Giáng xưa là anh Trần Huỳnh Duy Thức bị cưỡng ép ân xá để thằng ăn mày lấy lòng chính phủ Mỹ khi qua ăn mày. Này là chị Giáng sư có măng nha, không phải tôi đâu, tôi không dám nói như này, tôi nói như nó bắn bể sọ thôi. Anh Long Nguyễn, trí thức thật sự thì họ không lộ diện khi thời cuộc chưa đến. Khi chúng ta không là những viên gạch lót đường. Vâng, đồng ý với anh. Nó cũng có cái thiên thời địa lợi. Tuy nhiên cũng có rất nhiều những thái độ hơi bị quá. Khi mà chờ thời quá thì nó thành là kẻ lạm dụng. Cái đó nó cũng không hẳn là trí thức nữa. Vâng, xin chào tất cả các anh chị em. Xin mong rằng các anh chị em có một buổi tối của một ngày Chủ nhật yên lành. Cảm ơn các anh chị em đã theo dõi.